5 loài ma quỷ trong dân gian Việt Nam gây ám ảnh nhất. Nếu bạn thấy cái video này thì đây là thông điệp của vũ trụ dành cho bạn đó. Hãy sợ đi nào, sợ hãi đi nào. Đừng quên tag ngay đứa bạn thân vào cái video này cho nó sợ chung nha. Ok, vào video thôi. 1. Ma gia. Người ta nói rằng ma gia là do người bị chết đuối biến thành. Họ ẩn mình dưới con sông nơi mà họ đã mất, và nhiệm vụ của họ là phải kéo được một người thế chỗ của họ thì họ mới có thể siêu thoát được. Thứ hai đó là ma lai. Dân gian truyền lại rằng vào những đêm trăng khuyết, ma lai sẽ đi tìm và ăn những chất thải, ngoài ra còn ăn luôn lục phủ ngũ tạng của người và động vật nữa đó. Ủa, hình như đêm nay là đêm trăng khuyết thì phải. Thứ ba đó là ong kẹ. Chắc chắn ở đây ai lúc nhỏ cũng từng bị ba mẹ dọa là ngủ đi con, không phải ông kẹ ông bắt đó. Theo như người lớn kể rằng thì ông kẹ là một người đàn ông đen đuổi, gớm ghiếc, xấu xí, trên vai mang ba cái bao lớn. Người ta nói những đứa trẻ không ngoan, không nghe lời, thường xuyên khóc đêm thì ông kẹ sẽ xuất hiện, bắt bỏ vào bao và mang đi, không cho gặp lại ba mẹ nữa. Thứ tư đó là quỷ một giò. Người ta nói rằng nó thường xuất hiện ở trên những ngọn cây cao. Người thì gớm ghiếc, mặt thì gầy trơ xương, trắng bệch, mắt thì to như cái đèn pha, lưỡi thì dài muốn chạm tới đất luôn vậy đó. Nó chỉ thường có một cái giò thôi, và nó thường dùng cái giò đó để treo mình lơ lửng trên ngọn cây. Ai đi đêm đừng có nhìn lên ngọn cây cao nha, biết đâu thấy nó đó. Cuối cùng đó là quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng được hiểu như là có một linh hồn ma quỷ, nó chiếm lấy thân xác của người sắp chết để thay thế giả dạng họ mà sống tiếp. Vì là ma quỷ nên cái cách sống của nó rất khác người, rất sợ ban ngày, sợ ánh sáng, thích ban đêm. Ban đêm thì hay thường kiếm động vật sống để mà ăn. Ngoài ra có trường hợp nó còn ăn luôn cả người nữa.